Vâng, nhỏ và có võ lại xuất hiện ở cửa hàng tôi. Mẫu ly này chắc rất nhiều người chơi âm thanh đã biết, nó là Pioneer A2030, được mệnh danh là nhỏ có võ. Bề ngang, bề sâu, bề cao, nó ở mức bình thường thôi. Như với cái chất âm của nó ra, thì những đôi loa Nhật Bass 30, 35, mời các bác nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình, nó chơi được hết. Tôi đang mở một đôi loa Bass 35 các bác nhé. Bề ngang là chỉ 38cm thôi, vì nó gọi là nhỏ có võ mà. Bề cao 9cm. Bề sâu bao nhiêu đây? 30. 30 chưa tính đúng. Để tôi quay qua mặt trước rồi các bác xem. Đã mở nhạc to hơn. Gồm các đường vào âm thanh đầy đủ, lao lớt, bát chép, cân loa, đầy đủ, không thiếu chức năng gì. Hàng bãi nguyên zin 100%. Các bác nào muốn tìm hiểu nội thất bên trong thì xem con này tháo dễ không? Con này tôi không tháo đâu, vì nó sẽ phải mở cái tàn nhiệt bên cạnh ra trước ấy, xong mới mở cái nắp ra. Ở trên mạng nó có những người ta bán, người ta cũng mở ở bên trong rồi. Nếu bác nào muốn tìm hiểu bên trong thì cứ lên mạng xem hình ảnh, nó sẽ có hết. Còn con này nó mở ra thì phải tháo cả cái hai tàn nhiệt hai bên này ra thì nó lạc nhạc, tôi không muốn tháo đâu. Xin nhắc giá con này là tôi bán giá 5 triệu đồng các bác nha. Hàng bãi nguyên zin 100%. 130W điện 100V, số series 663. Đôi loa A, loa B, đánh độc lập nha. Nhìn nội thất con này bên trong cực kỳ phê luôn. Nó làm rất đẹp, rất rõ ràng, đặc trắc. Tôi sẽ mở nhạc, mời các bác cùng nghe. Vào một đôi loa to kia. Ngày xưa tôi có người yêu rất đẹp ở xóm đào. Những buổi tan trường thường hay tìm nhau say mơ ước ngày sau. Nhạc cành hoa trắng. Đúng là không hổ danh cái tên tuổi nó đã gây dựng trong giới âm thanh, trong cái thị trường âm thanh. Nó không quá đắt tiền nhưng mà nó có tên tuổi. Những cái đôi loa kiểu như này đánh được hết các bạn nhá. Dài lâu như hoa trắng không phai mờ. Vâng, xin nhắc lại giá 5 triệu đồng ship toàn quốc qua Viettel, phí vận chuyển người mua phải chịu. Cửa hàng tôi bán tại tầng 36 tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, quận Hà Đông. Khách hàng đặt cọc 1 triệu vào tài khoản là tôi gửi hàng đi. Xin cảm ơn. Gửi lại phố phường chuyện đôi mình.